Sabaidi, kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là bản tin thời sự tiếng Việt của Đài Truyền hình Quốc gia Lào và sau đây là những nội dung chính. Ngày 31 tháng 12 tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra hoạt động đi bộ vì sức khỏe chào đón năm mới 2017. Thế giới đều đã sống trong những giây phút đầu tiên của năm 2017 với những màn pháo hoa đẹp mắt, những màn ăn mừng sôi động. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 12 tại thủ đô Viêng Chăn, Hội Người Cao Tuổi đã tổ chức hoạt động đi bộ vì sức khỏe chào đón năm mới 2017. Tham dự buổi lễ có Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn Xin La Vong Khut Pai Thun, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi thủ đô Viêng Chăn Sổm Phong Mông Khôn Vi Lai cùng các thành viên Hội Người Cao Tuổi thủ đô và đông đảo người dân tham dự. Hoạt động đi bộ vì sức khỏe sẽ diễn ra trên đoạn đường dài khoảng 3 km, bắt đầu từ công viên Châu An Nô Vông đến tuyến đường km 3. Tại buổi lễ, ông Xin La Vong Khut Pai Thun cho rằng, ngày đi bộ vì sức khỏe này là dành cho hội người cao tuổi, là chương trình có ý nghĩa, tạo được sự ảnh hưởng lớn trong nhận thức của người cao tuổi thủ đô, cũng như hội người cao tuổi trên cả nước. Thật sự trở thành sân chơi lành mạnh, thể hiện rõ chủ trương xã hội hóa, các hoạt động nâng cao sức khỏe, vui sống lành mạnh và bổ ích, tạo cơ hội giao lưu trong cộng đồng người cao tuổi. Công trình xây dựng Thư viện Quốc gia Lào đã hoàn thành đi vào sử dụng và đã tổ chức lễ bàn giao vào ngày 29 tháng 12 năm 2016 vừa qua với tổng giá trị hơn 5 triệu đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Bo Sành Kham Bông Đà La cùng các cán bộ nhân viên tham dự. Thư viện quốc gia mới nằm gần khu bảo tàng Chủ tịch Cai Son Phong Vi Hàn là tòa nhà có 4 tầng, có diện tích 81 x 41 mét, bao gồm hội trường, văn phòng, phòng thư viện và v.v. với tổng giá trị đầu tư 5 triệu đô la Mỹ. Do công ty xây dựng Chip Cha Lớn, công trình đã khởi công từ năm 2013 và hoàn thành và bàn giao vào ngày 29 tháng 12 năm 2016. Thư viện quốc gia Lào là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch, có chức năng thu thập, giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc, bổ sung, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội, cung cấp thông tin, phục vụ các đối tượng người sử dụng trong nước và nước ngoài. Hiện nay, Thư viện Quốc gia Lào đã và đang phấn đấu không ngừng để trở thành nơi lưu truyền tri thức và khơi nguồn cảm hứng thực sự tin cậy, thân thiện của bạn đọc trong và ngoài nước, có uy tín và vị thế xứng đáng trong cộng đồng Thư viện Lào trong khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 12 năm 2016 vừa qua đã diễn ra lễ bàn giao Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn cùng các cơ quan liên quan tham dự. Phát biểu tại lễ bàn giao, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn kiêm điều phối viên dự án Khí tượng Thủy văn Bùn Tờm Sì Sụ Phán Thà Vũng cho biết thực hiện một số hoạt động điều tra, khảo sát khu vực dự án, tự động hóa hệ thống quan trắc mực nước và thời tiết tự động thông qua việc thay thế lắp đặt các trạm thời tiết tự động và các thiết bị quan trắc mực nước tự động, xây dựng hệ thống hiển thị để phân tích dự báo dự án nhằm nâng cao năng lực quan trắc và dự báo khí tượng thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong ứng phó và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Bộ Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường là một tòa nhà 13 x 42 mét, mỗi tầng có 8 phòng làm việc và một phòng họp nhỏ với tổng giá trị 840.000 đô la Mỹ. Với mô hình tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia sẽ có nhiều thuận lợi phát triển mạnh mẽ và thu được nhiều thành công. Lễ khởi quay phim về mối quan hệ hữu nghị Lào-Trung Quốc mang tên Hoa Champa Nở đã diễn ra vào ngày 31 tháng 12 năm 2016 vừa qua. Tham dự có Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Quốc gia Lào Bùn Châu Phi Chít, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Thún Sùn Đà La cùng các nhà làm phim, các đạo diễn của hai nước và các cơ quan liên quan tham dự.
Bộ phim Hoa Champa Nở được thực hiện do nhà làm phim Lưu Xuân Vĩ là một bộ phim kể về tình yêu của nhân dân hai nước. Đoàn làm phim sẽ thực hiện nhiều cảnh quay ở Lào. Bộ phim đã thể hiện rõ nét, sinh động, truyền tải được ý nghĩa to lớn về lịch sử mối quan hệ hữu nghị của hai dân tộc Lào-Trung Quốc. Trong tương lai, bộ phim này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong đời sống chính trị và xã hội nhân dân hai nước, góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết lẫn nhau, tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị Lào-Trung Quốc cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giải công, xây dựng, gìn giữ và vun đắp. Hansubin tắt nhịp, bộ lý cản tắt khương nung tục sân ít, sụt vẹt, sụt sửa phá thua bày, lẽ ốc bẹp sụt phân năng ngán hong cản, tạm cản sang trọng, vòng váy thán chạy, đầy khu nập hạp, đuôi khương chắc thi thán sâm mạnh, nái sang thi xâm nán cản ốc bẹp, hãy mót sùm cắp, hùm hàng, mí phá phé lại bẹp, hãy thán đầy lưa, phòng cắp cản bộ lý cản lặng cản khai, giang phó chạy, tí tỏ đầy thi, bát phổ luồng, mướng chạy thà bù lý, nắc khó luồng nghĩ chặt, thố, 021-2-3-6-9-020-571-1-888-6-999-8-888-6-2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 -999-8-
Thưa quý vị, tiếp sau đây là bản tin quốc tế. Nhiều nơi trên thế giới đều đã sống trong những giây phút đầu tiên của năm 2017 với những màn pháo hoa đẹp mắt, những màn ăn mừng sôi động. Như thường lệ, Australia là một trong những quốc gia bước sang năm mới sớm nhất trên thế giới. Khoảng 1,5 triệu người đã đổ về thành phố Sydney để chứng kiến màn pháo hoa lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, màn pháo hoa năm nay được dành để tưởng nhớ những nghệ sĩ đã qua đời trong năm vừa qua như Prince hay David Bowie. Tại Nhật Bản, hàng chục nghìn người đã đổ đến trung tâm quận Shibuya, thủ đô Tokyo và đồng thanh đếm ngược để đón chào năm mới 2017. Dù năm vừa qua kinh tế Nhật Bản không được như mong đợi, song tất cả mọi người đều lạc quan năm 2017 sẽ mang lại cho họ nhiều niềm vui và may mắn. Bầu trời khu vực cảng Victoria ở đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc rực sáng bởi màn bắn pháo hoa đón chào năm mới. Với sự kết hợp của hiệu ứng âm thanh và ánh sáng, màn bắn pháo hoa đã trở thành một bữa tiệc về hình ảnh đối với người xem. Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên cũng bừng sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố. Hình ảnh từ đài truyền hình quốc gia Triều Tiên cho thấy những gương mặt rạng rỡ của đám đông người dân theo dõi pháo hoa từ bên bờ sông Đại Đồng. Thành phố Bắc Kinh thông báo sẽ kéo dài thêm 3 ngày cảnh báo ở mức cam về tình trạng ô nhiễm không khí nặng. Ngày 2 tháng 1, Sở Bảo vệ Môi trường thủ đô Bắc Kinh thông báo sẽ kéo dài thêm 3 ngày cảnh báo ở mức cam về tình trạng ô nhiễm không khí nặng do tình trạng sương mù dày đặc tiếp tục tràn xuống thủ đô của Trung Quốc. Thông báo của sở trên cho hay mức cảnh báo cam ban đầu được ban bố từ ngày 30 tháng 12 năm 2016 tới ngày 1 tháng 1 năm 2017 sẽ kéo dài tới tối ngày 4 tháng 1. Theo thông báo trên, chất lượng không khí sẽ được cải thiện do không khí lạnh suy yếu trong ngày 2 tháng 1. Song thủ đô Bắc Kinh sẽ tiếp tục hứng chịu tình trạng ô nhiễm ở mức trung bình và nặng trong 2 ngày là ngày 3 đến ngày 4 tháng 1. Theo kế hoạch khẩn cấp, các phương tiện chạy xăng gây ô nhiễm nặng và các xe tải chở phế liệu xây dựng bị cấm lưu thông trên các tuyến đường, trong khi nhiều nhà máy sản xuất cũng đã bị yêu cầu cắt giảm sản lượng. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 năm 2016 đã diễn ra một vụ cháy tàu chở khách du lịch làm 5 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Vụ cháy xảy ra khi con tàu vừa rời cảng Maura Anke để đến một hòn đảo du lịch ở phía bắc thủ đô Jakarta. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương có mặt, 98 người đã được giải cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, nhưng giả thuyết nghiêng về vụ cháy do chập điện của một thiết bị điện trên tàu. Tại Indonesia hay xảy ra các vụ tai nạn trên đường thủy với sự phổ biến của tình trạng chở quá tải và tàu thiếu các trang thiết bị bảo hộ.
Thưa quý vị, bản tin thời sự tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sa bài đi.